Nếu bị động vật khác cắn mà không phải chó thì có nguy cơ nhiễm bệnh dại hay không? Có mấy cái tác nhân mà có khả năng là lây bệnh nhiều nhất là chó, sau đó là mèo. Rồi có một số động vật hoang dã cũng có thể nó bị, nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp hơn. Rồi những cái con vật nuôi khác, ví dụ như con hoang dã, con vật thú lung tung khác, ví dụ như là con chuột, rồi con heo gì đó thì khả năng rất là thấp. Tuy nhiên điều đó chúng ta cũng không thể biết được, không thể biết được chắc. Thì cái tốt nhất là mình không theo dõi được con vật cắn mình thì mình nên chích ngừa dại. Chứ còn không có biết chắc là cái con vật nào nó chạy mất rồi mà nó không có virus dại cho người, không thể biết được. Có thể nói khi chúng ta quyết định là có nguy cơ tiêm dại, có nguy cơ mắc bệnh dại là phải tiêm càng sớm càng tốt. Dù mình mới có cắn thì mình tiêm liền.